thần Lê Lợi, tri phủ phủ Thanh Hóa, 12 thuộc ti bố chính giao chỉ, sợ hãi cúi đầu kính dâng lời. Thần trộm thấy lúc đại quân mới bình định, có chiếu tìm lập con cháu họ Trần cho phụng thờ tôn tự. Bấy giờ các quan đô bố án chưa kịp tìm kiếm khắp nơi, chỉ hỏi thổ nhân nói đâu rằng con cháu họ Trần đều bị họ Hồ tru diệt, không còn ai có thể kế tập. Bèn ban đặt phủ huyện bổ quan cai trị. Đến năm đầu niên hiệu Hồng Hy, nhân tôn nhà Minh, 1425, thần cùng kỳ lão bản quốc dò hỏi tìm được ở đất lão qua có Trần Mỗ thực là cháu đích tôn của Trần Vương Mỗ sẵn tính thông minh, vốn lòng trung nghĩa, đáng được kế lập. Xin cho được tập phong, theo lệ nạp cống như xưa. Kính cẩn sai Mỗ dâng biểu tâu bày. Kính thấy, thằng võ cứu dân mà đánh kẻ có tội, việc chẳng thể dừng, kỳ tống nối dõi để giấy nước đã suy, nghĩa nên như thế. Việc xưa xét lại, minh chứng rõ ràng. Thần Lê Lợi trọng nghĩ, thánh nhân thống trị chẳng qua chín châu, vương giả lòng nhân đều xem như một. Này như giao chỉ, xa cách Trung Hoa, Hán. Đường lòng đặt kim y, tống nguyên nhân mà phong tước. Đến chiêu ta khi thái tổ dựng nghiệp thì họ Trần trước các nước vào chầu. Hàng năm tiến công đế đỉnh, nối đời tập phong vương tước. Mới rồi nhân họ Hồ thất đức, đến khiến thiên thảo ra oai. Triều đình quan nhân, chiếu tìm con cháu họ Trần cho thừa tự, biên thần dối trá, tâu đặt quận huyện giao chỉ mà bổ quan. Ngặt vì dân tâm còn mê đắm ở tục thường, và lại di tập thật khó khăn cho giáo hóa. Cứ theo thói cũ, nên chịu vạ tai. Dân chúng giặt siêu, luôn năm lìa tan khôn kể xiết binh sĩ đánh trác, luôn năm chết chóc đáng thương thay. Bọn thần nghĩ dân đen là kẻ vô cô, thương họ Trần gặp khi tuyệt tự. Đâu dám như Triệu Đà dùng hoàng ốc, trộm muốn học trình anh giữ cô nhi. Đâu là theo ý chúng mà thuận tình dân, cho nên phải liều thân tàn mà dựng nghĩa lớn. Tự biết ngẩng đầu lên là phạm phép, nhưng lo không có chỗ để đặt mình. Có đau phải kêu, ấy thực tình người tất thế, biết lỗi thì đổi, đã xin lượng thánh cũng dung. Giỏ máu giải tình, kêu. Trời xin mệnh. Kính thấy hoàng đế bệ hạ, trời che đất trở, nhật chiếu nguyệt soi. Tựa biển chửa, tựa xuân sinh, lượng bao dung gồm cả như may đi, như mưa rắc, ân cởi mở khắp tràn. Tất tôn tiền vương mà chọn kẻ nối thờ, tất dựng diệt quốc mà nối dòng đã tuyệt. Tất như Hán Võ lấy việc bỏ luân để mà nhận lỗi, tất như Đường Thái lấy việc đánh Cao Ly mà ăn năn. Lỗi thì xá, tội thì tha, lòng hiếu sinh rộng mở, binh được thôi, dân được nghỉ, việc hiển vụ sớm bàn. Thực lòng quy thuận, hết sức tỏ trung. Dâng biểu xưng thần, dám nguyện hầu phiên chọn trước, sợ trời thở lớn, chỉ xin tiểu quốc hết thành. Thân kẻ dưới hèn mọn, xin nội trông trời ngóng thánh, cảm kích lo sợ, dâng biểu kính câu, tỏ lời trân tạ.